Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ 58 để thảo luận cho ý kiến và nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương. 14 nội dung trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này là những vấn đề quan trọng tác động tới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí dự hội nghị tập trung cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm. Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, việc tạm giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2024 và tạm giao số lượng hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Thái Nguyên, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện các đề án nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy, chương trình phát triển thương mại và nội dung chương trình công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 cũng trong chương trình làm việc ban thường vụ tỉnh ủy đã thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ